Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục tập thứ hai của series tìm hiểu về database. Trong tập thứ hai này, chúng ta cùng tìm hiểu về các thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu. Ở đây mình cũng xin nhấn mạnh đó là những thành phần cơ bản. Chúng ta sẽ không tìm hiểu quá sâu quá nhiều, tại vì nếu như các bạn làm data architecture, các bạn làm data science, data engineering thì các bạn sẽ được đào tạo rất là chuyên sâu về những cái này, và các bạn cũng phải cần rất là nhiều thời gian 3 4 năm đại học để mà chúng ta tìm hiểu về những cái điều này. Còn ở đây chúng ta tìm hiểu theo góc độ là chúng ta làm business analyst. Thì đối với làm business analyst thì cái mức độ nó sẽ không cần quá phức tạp, tại vì chúng ta người nào việc nấy thôi. Công việc chính của chúng ta không phải là để đi xây dựng database, mà chúng ta chỉ định hướng, chúng ta hướng dẫn dành cho các bạn data engineering, dành cho các bạn data architecture, các bạn làm data science vân vân. Vì vậy thì chúng ta lưu ý chỗ này, mình chỉ giới thiệu cho các bạn những thành phần cơ bản đủ để các bạn làm việc. Mình đảm bảo là đủ từ 90 đến 95% thời lượng công việc, còn 5 đến 10% còn lại các bạn sẽ tùy trường hợp. Chúng ta sẽ có những trường hợp mà các bạn sẽ phải handle cả những công việc của data architecture, data engineering. Tuy nhiên thì cái trường hợp đó không nhiều, tại vì data là một bộ môn khá là phức tạp. Data cũng là một bộ môn cũng rất là hứng thú. Tuy nhiên thì nó đòi hỏi các bạn cần thời gian chuyên sâu hơn, cần các bạn cần thời gian để tìm hiểu hơn. Còn ở đây mình chỉ nói cho các bạn những kiến thức thực sự cơ bản, kiến thức thực sự phổ dụng để mà mọi người có thể làm việc một cách gọi là giống như chúng ta học quản trị kinh doanh đó, chúng ta có thể biết tất cả nhưng chúng ta muốn chuyên sâu thì đây là những nền tảng để mà các bạn chuyên sâu hơn. Còn nếu như các bạn không cần chuyên sâu thì tới đây là đủ rồi. Các bạn cũng không có cần phải học quá nhiều, tại vì nếu như các bạn học không nhiều mà trong thực tế đi làm chúng ta không dùng, không xài tới thì nó cũng quên thôi, và cũng như là nó cũng mất thời gian. Chúng ta còn rất là nhiều nội dung khác để chúng ta học, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải đi quá sâu vào một cái vấn đề để làm cái gì cả. Quay lại thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái thành phần của cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu thì có hai thành phần chính, đó là table và thứ hai đó là các cái relationship, các cái mối quan hệ. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về table. Thì trong database management chúng ta gọi cái table gọi là entity. Entity mình tạm dịch là thực thể, đây là một từ tiếng Anh. Các bạn thấy nếu như các bạn làm về data, người ta thường có thể nói là cái bảng table, hoặc là đôi khi nó một từ chuyên môn hơn người ta sẽ nói ở đây nó là một entity. Thì trong mỗi entity, trong mỗi thực thể chúng ta sẽ có các attribute. Attribute có nghĩa là thuộc tính. Thì thuộc tính nói một cách đơn giản, nó chính là những cái cột. Các bạn thấy mỗi cái cột trong một cái bảng nó thể hiện những cái thuộc tính khác nhau. Mình lấy ví dụ một cái entity, một cái bảng về customer đi. Chúng ta sẽ có các cái thuộc tính. Thuộc tính nó bao gồm là họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà, địa chỉ công ty, vân vân. Thì những cái địa chỉ, những cái thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh đó, nó chính là thuộc tính, những cái attribute. Và chúng ta hiểu một cách dân dã, một cách đơn giản là cái bảng nó có những cái cột gì, nó thể hiện những cái cột đó, nó có những cái ý nghĩa gì, thì đó là những cái attribute. Thứ hai là mỗi data được lưu trữ trong một cái thực thể dưới dạng record, bản ghi dữ liệu. Đó là những cái dòng trong một cái bảng. Từ đây thì các bạn thấy là database nó đơn giản lắm. Bản chất database nó rất là đơn giản, nó chỉ là một cái nhật ký để lưu lại các cái thông tin, lưu lại các cái hành động, hành vi của người dùng mà nó phát sinh trong quá trình người ta sử dụng thôi. Thì tương ứng với nó là mỗi cái thông tin lưu lại nó sẽ có những cái thuộc tính của nó để mà người xem, người ta nhìn vào, người ta biết nó là cái gì chứ. Cũng như là mỗi cái record nó là những cái thông tin được ghi lại, được lưu vớt lại để mà chúng ta nắm bắt được là cái hành động, cái hành vi của user nó như thế nào, ra sao. Đó, về mặt nguyên lý, về mặt cơ bản nó rất là đơn giản. Chỉ khác biệt ở chỗ là có những cái nó đòi hỏi cái việc mà các bạn sẽ phải lưu nhiều, lưu nó quá nhiều thông tin và các cái thông tin nó liên kết lại với nhau. Cái khó chính yếu nhất về việc xây dựng cái kiến trúc cơ sở dữ liệu nó là như vậy. Thực sự các bạn sẽ thấy là đôi khi cơ sở dữ liệu nó còn kết hợp với những cái khía cạnh liên quan tới việc các bạn làm xây dựng cái kiến trúc của hệ thống, tức là các bạn xây dựng cái function, cái feature. Cơ sở dữ liệu đi rất là song hành với cái chuyện các bạn xây dựng cái kiến trúc. Các bạn không phân biệt rõ function và feature, chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái khó khăn trong việc các bạn xử lý cơ sở dữ liệu. Tại vì nói một cách đơn giản là các bạn hay nghe những cái vấn đề như quản lý tập trung đi chẳng hạn. Thì
vấn đề tập trung ở đâu, lưu trữ cơ sở dữ liệu như thế nào, rồi trong quá trình sử dụng phần mềm thì hành động hành vi của người dùng sẽ được lưu trữ lưu vớt như thế nào. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải rất là lưu ý khi mà các bạn nắm bắt về cơ sở dữ liệu, thì nó phải kết hợp với cái việc mà chúng ta phải có một cái kiến trúc hệ thống một cách cụ thể rõ ràng. Và từ đây các bạn sẽ thấy là đối với những bạn BA, đối với những bạn BA mà các bạn ấy không có thực hiện một cách rõ ràng về các cái công việc liên quan tới phân biệt function feature, các bạn làm theo kiểu là các bạn làm wireframe rồi các bạn mô tả dựa trên cái wireframe đó, là các bạn đi ngược lại, thì cái đó rất là nguy hiểm, không khuyến khích các bạn làm những chuyện đó. Trừ phi là các bạn chưa được đào tạo bài bản thôi, còn như các bạn được đào tạo bài bản thì những cái vấn đề đó các bạn phải loại bỏ. Tại vì nếu như các bạn làm việc kiểu như vậy thì khi mà các bạn đụng tới những cái khía cạnh về mặt cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Thì ở đây các bạn thấy là cái bảng biểu này thì chúng ta là cái sự lưu vớt lại các hoạt động, cái hành vi của người dùng, lưu vớt lại cái hoạt động, cái hành vi của khách hàng vân vân khi mà người ta sử dụng cái sản phẩm. Mà cái kiến trúc nó không ổn thì khi mà các bạn làm, ít nhất là các bạn thấy là khi lưu trữ dữ liệu nó sẽ bị bất nè, rồi dữ liệu nó bị redundancy nè. Cho nên là ngay từ bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn vào một cái khía cạnh nó nghiêm túc hơn, nó rõ ràng hơn về việc các bạn làm các cái công việc phân tích của BA. Cái thành phần thứ hai, cái thành phần cơ bản thứ hai đối với làm database, đó là liên quan tới relationship, tức là mối quan hệ. Thì cái relationship nó thể hiện, nó mô tả các cái mối quan hệ giữa các cái entity trong cùng một cái database. Nó có ba dạng mối quan hệ chính, nó là quan hệ một một, quan hệ một nhiều và quan hệ nhiều nhiều. Chúng ta cùng đi tìm hiểu các cái mối quan hệ này nó như thế nào. Đầu tiên, nó là mối quan hệ một chiều. Đây là mối quan hệ rất là phổ biến trong cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Tại vì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta làm việc, mình nói lúc nãy, chúng ta sẽ là ghi nhận lại những cái hành động, những cái hành vi của các cái đối tượng thực thể chính yếu nhất. Thì cái mối quan hệ một nhiều nó cũng kiểu như vậy. Khi mà chúng ta làm việc đi, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm đi, ở đây ví dụ là một cái hệ thống database liên quan tới lưu trữ các cái thông tin về một cái trang web thương mại điện tử chẳng hạn. Nó có khách hàng, nó có hàng hóa và nó có những cái đơn đặt hàng. Đầu tiên các bạn sẽ thấy khách hàng, customer, đó là những cái dữ liệu liên quan tới thông tin khách hàng. Nó sẽ có các cái thuộc tính như là mã khách hàng, như là họ tên khách hàng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, giới tính. Tiếp theo nhìn bên tay phải các bạn sẽ thấy là một cái entity về hàng hóa. Chúng ta sẽ có mã hàng hóa, chúng ta sẽ có tên hàng hóa, chúng ta sẽ có nhà sản xuất, chúng ta sẽ có chủng loại hàng hóa, thông tin liên quan tới đơn hàng, ví dụ như là mã đơn hàng, mã khách hàng, mã hàng hóa, địa chỉ gửi, người nhận, số điện thoại người nhận, người gửi, ngày tạo, ngày ship, vân vân. Thì khi đó thế nào là mối quan hệ một nhiều? Thì đối với database thì tại sao là mối quan hệ một nhiều? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là tại sao có cái trường customer ID và cái goods ID, tại vì mỗi đơn hàng nó sẽ tương ứng với một mã khách hàng và mỗi đơn hàng nó có thể có rất nhiều cái mã hàng trong đó. Tức là ở đây các bạn sẽ thấy là ở cái phần về thực thể về số 1, có cái số 1, tức là nó chỉ xuất hiện một lần thôi, mỗi cái record nó chỉ xuất hiện một lần thôi. Còn đối với các cái thông tin liên quan tới order, có thể trong cái bảng biểu đó, trong cái entity đó, các cái thực thể, các cái thông tin liên quan tới thực thể, ví dụ thông tin thực thể ở đây đó là customer và hàng hóa, nó có thể xuất hiện nhiều lần trong cái bảng biểu này. Tại vì một khách hàng đâu có nhất thiết là người ta chỉ được phép đặt hàng một lần đâu, người ta có thể đặt hàng rất là nhiều lần. Còn đối với hàng hóa thì càng dễ hiểu nữa, hàng hóa nó có thể xuất hiện rất là nhiều lần, cùng một khách hàng có thể đặt nhiều món hàng nhiều lần, hoặc là một khách hàng có thể đặt nhiều món hàng, vân vân. Thì cái việc mà chúng ta thể hiện cái chuyện một nhiều, nó thể hiện rất là rõ là ở trong cái entity đó nó sẽ xuất hiện nhiều lần, còn nó là số 1 thì cái entity đó, cái record đó, nó chỉ mỗi lần một thứ thôi, nó chỉ mỗi lần xuất hiện một lần, nó không có được double lên, nó không có được xuất hiện nhiều lần. Đó là ý nghĩa của cái việc là nhiều. Customer ở đây các bạn thấy một khách hàng, nó có thể xuất hiện ở nhiều lần trong cái order, thì đây là mối quan hệ một nhiều. Một hàng hóa, nó có thể xuất hiện nhiều lần ở trong cái entity order, thì nó là mối quan hệ một nhiều. Còn ngay trong cái bảng về customer, nó chỉ có một cái record là mỗi khách hàng họ chỉ có một mã khách hàng thôi, không có chuyện là một khách hàng có nhiều mã được, cho nên là nó là một. Còn cái thứ hai, nó là hàng hóa,
thì mỗi hàng hóa nó chỉ có một mã hàng hóa thôi, nó không có nhiều được, thì nó là số 1 trên cái bảng goods, nó là số 1 trên cái bảng customer. Nhìn cái mối quan hệ này nó sẽ xuất hiện rất là thường xuyên, nó sẽ xuất hiện rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta làm data. Tiếp theo nó là mối quan hệ 1-1. Đây là mối quan hệ khá là hiếm trong quá trình mà các bạn làm database, tại vì thật sự rất là khó có xảy ra. Mình lấy ví dụ một cái ở đây, đó là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái bảng về mặt công dân. Mỗi công dân họ sẽ có một cái số căn cước công dân, và mỗi số căn cước công dân họ chỉ có một số mã số bảo hiểm xã hội mà thôi. Thì đó là một mối quan hệ 1-1. Ở đây các bạn sẽ thấy có cái chữ PK, tức là Primary Key, hoặc là ở trước các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái hình chìa khóa, nó cũng là thể hiện cái primary key hay tạm dịch là khóa chính. Thì cái khóa chính này là gì? Cái khóa chính này nó thể hiện cái attribute nào, nó là mang tính duy nhất, cái record nó độc lập và nó là duy nhất, nó không có được lặp lại, thì đó là primary key. Những cái này mình sẽ nói rõ hơn ở các bài sau khi mà chúng ta học về ERD Entity Relationship Diagram, hoặc là một cái bài khác chúng ta làm một cái bài thực hành, một cái bài ứng dụng thực tế khi mà chúng ta làm một cái database mẫu, một cái database đơn giản để mà chúng ta thực hành, sẽ nói nhiều hơn về cái primary key này. Tiếp theo đó là ví dụ về nhiều nhiều. Ở đây các bạn sẽ thấy là ví dụ như là một bác sĩ họ có thể có nhiều bệnh nhân, và một bệnh nhân họ có thể được chăm sóc, được khám chữa bệnh bởi nhiều bác sĩ, và là một bác sĩ có thể kê nhiều đơn thuốc, nhiều loại thuốc, và mà một loại thuốc có thể xuất hiện ở nhiều bác sĩ, hoặc là một bệnh nhân có thể uống nhiều loại thuốc và một loại thuốc có thể được dùng cho nhiều bệnh nhân, thì đó là những mối quan hệ nhiều nhiều. Tuy nhiên các bạn phải rất lưu ý về cái mối quan hệ nhiều nhiều này. Cái mối quan hệ nhiều nhiều này nó được gọi là database design error, một cái lỗi trong thiết kế database. Các bạn phải rất lưu ý cái chuyện này. Mình thấy trên thị trường có rất là nhiều bạn không nắm chắc về các khái niệm database và nói cái mối quan hệ nhiều nhiều này rất là bình thường, cái mối quan hệ nhiều nhiều này sẽ không có gì đặc biệt, không có gì sai hết. Tuy nhiên đó là một cái phát biểu rất là sai lầm. Thực sự đây là một phát biểu rất là sai lầm. Mối quan hệ nhiều nhiều này nó sẽ tạo nên những cái vấn đề về mặt truy xuất cơ sở dữ liệu nè. Có thể các bạn truy vấn bằng Microsoft Access, hoặc là các bạn truy vấn bằng những cái cơ sở dữ liệu giống như là Oracle, ví dụ như là SQL, MySQL, hay là ngay cả MongoDB chẳng hạn. Thì tất cả những cái chuyện đó các bạn phải rất là eliminate cái chuyện là tạo cái mối quan hệ nhiều nhiều này. Cái mối quan hệ nhiều nhiều này là một database design error. Như mà chúng ta gặp những cái trường hợp này, chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải chuyển đổi nó thành một mối quan hệ một nhiều bằng những cái bảng trung gian. Những cái vấn đề này thì có thể ở tập số 4, khi mà chúng ta làm một cái bài liên quan tới thực hành, thì chúng ta sẽ cùng làm sao chúng ta giải quyết cái mối quan hệ nhiều nhiều này như thế nào để mà đảm bảo cái database của chúng ta nó không bị data redundancy, nó không gặp phải những cái vấn đề sai sót khi mà các bạn thực hiện query dữ liệu trên cơ sở dữ liệu. Ok, thì ở bài số 2 này chúng ta đã nắm bắt khá là nhiều cái nội dung cơ bản khi mà các bạn thiết kế nên cơ sở dữ liệu. Thực ra nó cũng chỉ có hai thành phần chính, nó chiếm hết gần như là 90-95% cuộc đời khi mà các bạn làm cơ sở dữ liệu, đó là các bạn làm entity và các bạn làm relationship. Qua các bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm sao để mà chúng ta học cái cách mà chúng ta trình bày, chúng ta thiết kế và chúng ta trình bày nên những cái cơ sở dữ liệu, cũng như là chúng ta cũng sẽ có một cái bài thực hành giữa cái series để mà chúng ta cùng tìm hiểu coi đối với một cái cơ sở dữ liệu, một cái hình thức cơ bản thì chúng ta sẽ build up nó lên như thế nào từ những cái thông tin khi mà chúng ta phân tích liên quan tới phân tích hệ thống, liên quan tới xây dựng phần mềm. Ok, hello, chào các bạn.